Tòa Thánh kêu gọi xóa nợ cho các nước châu Phi. Hôm thứ Tư 7 tháng 4, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện và Ủy ban COVID-19 của Vatican đã tổ chức một hội thảo trên web với mục đích nhằm phát động chiến dịch xóa nợ cho các nước châu Phi. Phát biểu tại hội thảo, cha Henry Akabiam, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar nói: "Chúng ta không thể không hành động, bởi vì nếu châu Phi sống trong nợ nần, thì cả thế giới sẽ sống trong nợ nần. Nếu châu Phi được bình yên, cả thế giới sẽ được ổn." Tiếp lời cha Henry, cha Augusto Zampini, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện khẳng định: "Chúng ta không thể thoát khỏi các cuộc khủng hoảng nếu gánh nặng nợ không được giảm bớt. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật hay tình liên đới, vốn rất quan trọng, nhưng còn là vấn đề công bằng. Công bằng liên thế hệ, bởi vì chúng ta không thể bắt các thế hệ tương lai phải trả giá đắt cho những hậu quả do việc làm sai trái của chúng ta." Sir Helen Bandijo, Tổng Thư ký Hiệp hội các nữ tu ở Đông và Trung Phi, thì cho rằng nợ và nghèo có họ hàng với nhau, luôn đi cùng nhau. Chúng ta hãy hình dung mỗi năm con số trường học có thể được xây dựng và các bộ bàn ghế được mua sắm để các em học sinh không phải ngồi học dưới những tán cây. Chúng ta cũng hãy hình dung các trung tâm y tế có thể được xây dựng hoặc được cải thiện, cho phép các phụ nữ không phải đi xa để được chữa trị. Cha Dominic Chai, cộng tác viên của Ủy ban COVID-19 của Vatican cho biết, tính cấp thiết xóa nợ yêu cầu chúng ta phải tiếp tục làm việc và đối thoại. Như thế, nhận thức và dấn thân của mọi người ngày càng tăng, không chỉ cho bối cảnh của châu Phi, nhưng còn cho bất cứ khu vực nào đang phải mang gánh nợ bất công. Đức Hồng Y Peter Turkson giải thích về cách thực hiện xóa nợ với các bước thực hiện cụ thể. Bắt đầu từ mô hình nhìn, phán đoán, hành động, thực hiện theo hai hướng. Thứ nhất, đối thoại với các tổ chức tài chính quốc tế lớn, và thứ hai, trong các tương quan với các chính phủ và các nhóm ở địa phương và quốc gia để bảo đảm tính minh bạch tối đa của các hoạt động. Theo Đức Hồng Y, với các cơ chế kiểm soát thích hợp, chúng ta có thể bảo đảm số nợ được xóa, được sử dụng để thúc đẩy y tế và giáo dục, bảo đảm sự phát triển con người toàn diện.